tưởng là khách đưa hàng đến là xếp hàng. Đây có đồ gà. Cái gì đây món này ạ? Hay là để phân đây. Mày bán đến mấy giờ mày về? Mấy giờ để tao còn đi có khách của tao chờ. Thế thì tao quay về tao lấy nhưng mà để phân nhá. Nếu không thì tao phải răng xa ra Unmart mua đấy. Thế là nó bây giờ đang đi có khách. Nhờ bà xe đạp tôi đi. Ê cái. Rồi đi nha.
183 hay là 83 anh? 83 chắc em phải đi quay lại đâu. Về đường Trần Nguyên Hãn.